Em chào các chị em mình ạ, chào mừng cả nhà đã đến với bài livestream của shop em trưa ngày hôm nay nha. Vô livestream săn đầm sale với em cả nhà, rất là nhiều mẫu sale thì chỉ áp dụng duy nhất trong cái bài livestream thôi. Cho nên là cả nhà mình tranh thủ nha. Đặt đơn thì đặt online, giá của em nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đặt đơn cứ việc bình luận phía dưới cho em mã số với số điện thoại cho em là được. Và đừng quên chia sẻ livestream cho shop. Mình chia sẻ lên tường nha, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai ha. Rồi, với cái em đồng này thì thiết kế của em nó sẽ là cổ tròn cho cả nhà mình. Tay lỡ vai bồng, ôm eo, dáng đồng không xòe dài như vậy. Ở đây thì em cao 1m65, đồng này sẽ mặc dài tới cổ chung của em như vậy nha cả nhà ơi. Đó, có thể là mẫu váy này mình mua tại cửa hàng nhà em, hay là mình mua những trang mạng khác cũng như những bài livestream khác là tới 499.000 đồng một váy. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay cả nhà ơi, chị nào mà đặt đơn và có chia sẻ livestream thì em sẽ giảm giá cho mấy chị yêu mình luôn. Chỉ còn bao nhiêu ạ? 199.000 đồng thôi. Lên trước 199.000 đồng đầu livestream, sau đó là em sẽ lên những cái mẫu đầm 99k cho cả nhà mình ha. Rồi, em đang mặc trên người mã số của em nó là 1690. Mình đặt đơn có việc bình luận ngay cho em, giảm cho chị Hằng Phan. Trời ơi, cảm ơn chị yêu mình nhiều. Rồi, nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người cả nhà ơi. Em đang mặc trên người mã số 1690, 199.000 đồng cho một cái em đầm dự tiệc cả nhà. Em lên trước cho mình đầm tiệc sale rẻ nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này rất là nên mua. Ngày hôm nay nhận được mẫu váy này 199.000 đồng. Rồi, ấm êm luôn cả nhà ơi. Cái vải của em nó xịn nè, mềm, đẹp, chất mát. Nhưng mà vải ren này không sợ bị yểu nha mấy chị yêu nha. Chất ren hoa, nhìn form dáng dùng em đi cả nhà ơi, xịn sò chưa. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1690, giá 199. Đầm này giá của mình mua là 499.000 đồng tại cửa hàng nhà em. Tại cửa hàng nhà em là 499. Những bài livestream khác em bán cho mình rẻ lắm thì cũng là 349.000 đồng ha. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay, chỉ khác là mình đặt đơn và có chia sẻ like cho em thì em sẽ giảm giá cho các chị đẹp mình luôn, chỉ còn 199.000 đồng nhờ một váy thôi, sale lại hết hồn luôn ha. Em còn 4 váy nha mấy chị yêu ơi, 4 váy cuối cùng, mã số của em đó là 1690. Mấy chị mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã 1690 và số điện thoại giá 199.000 đồng. Em còn cho cả nhà xem M ha, 55kg, eo dưới 75 thì mình mang vừa. Và đây là em sẽ đóng cúc ngọc trai luôn. Trời ơi, quá đẹp cả nhà ha. Phần tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp và lớp lót bên trong nè, em may cho mình lớp lót dài luôn. Đó, phụ gối của em thì cái lớp lót này cả nhà may thành một chiếc váy luôn cũng được luôn cả nhà ơi, mà nguyên cái đầm này. Trời ơi, kể cả ren, kể cả lớp lót rồi đóng cúc ngọc trai nữa. Mà chỉ có giá bao nhiêu cả nhà? 199.000 đồng, quá rẻ ha. Ủa, ba váy cả nhà, ba váy size M cuối cùng, ba váy size M nha. Rồi, nhanh tay lên đơn chốt liền cho em nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1690. 1690, giá ngày hôm nay là 199.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. 1690 giá 199, ba váy cả nhà ơi, ba váy 199.000 đồng thôi. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chị em mình cùng xem thêm mẹ khác. Em lên làm 99k nha. Em lên làm 99k nha mấy chị yêu nha. Chấm bài tương tác giùm em cả nhà ơi. Rồi, nhanh tay thì còn hàng còn size, chậm tay hết hàng ủ nha cả nhà ha. Tranh thủ giùm em. Rồi, bây giờ em sẽ lên làm 99k cả nhà ơi, chấm bài tương tác cho em nha. Chị nào mới vô mà mình không biết nói gì hết cho em xin một nút chấm tương tác và livestream sẵn rồi, chia sẻ livestream luôn, em lên làm sale giá rẻ cho mình. Mẫu em đang mặc trên người sale luôn 99.000 đồng cho mấy chị đẹp mình. 1613, 1613 mấy chị yêu nha. Em còn một cái XL, còn lại là size M. Có 57kg không? Đầm này có 57kg này chị, còn một cái XL nè. Em còn đầm này là size M với lại size XL cho cả nhà mình ha. 40kg cho tới 60kg cho em giá 99.000 đồng. Em còn cho mình là 25 cái size M và một cái size XL cuối cùng. Chị nào nhanh tay lên đơn giùm em. Chúc lại vải của em đó là dòng vải von nha, von dệt kim cho cả nhà mình. Trời ơi, cái đầm này bán rất là chạy luôn á. Nhiều chị khách khen nhiều lắm cả nhà ơi. Von nè, rồi có dệt kim cho mình nữa. Tay em may một lớp, thân váy hai lớp, hai túi hai bên luôn. Khóa cận giật lại nằm đằng sau lưng. Đó, mình thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền. Bình luận liền trên phía dưới mã số 1613 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho mấy
chiều mình ha. Ngay bây giờ shop chốt cho cả nhà mình luôn, giá bao nhiêu? 99k thôi. Rồi chuẩn bị qua mẫu cả nhà nha. 1613 40kg cho tới 60kg, eo dưới 80 giùm em. 99.000 đó, quá xuất sắc. Còn 25 chiếc size M và một chiếc size XL cuối cùng cho cả nhà mình luôn, giá 99k nha. Đầm nào em đang mặc đang giới thiệu thì em sẽ sale rẻ cho cả nhà mình. Còn cái đầm nào mà em qua rồi là hết sale nha cả nhà nha, ngừng sale và tranh thủ giùm em. Rồi em đang mặc trên người mã 1613, 99.000 giùm em, váy mới 100% tem mát còn đầy đủ. Thì cái giá cũ của em nó là 349.000 đồng. Và ngày hôm nay cả nhà săn sale với em đó, đây là một cái bài livestream sale rất là rẻ luôn, chỉ có 99.000 đồng thôi. Về nhà kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán luôn, ok không? 1613 em còn cho mình size M với lại là một cái size XL cuối cùng. Em thấy nhiều chị khách đặt size XL lắm luôn đó nha. 50kg mang vừa dùng em, 99.000 đồng thôi. Nhanh tay dùng em, chuẩn bị qua mẫu ạ. 1613 rồi, 99k rồi, lên đơn dùng em. 1613 với số điện thoại cho em ha. Em còn cho mình là ít còn hết rồi chị ơi, còn xem M, còn xem M nha. Ok, bây giờ em sẽ chuyển tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Còn số lượng luôn, bây giờ em còn 20, em còn 22 cái size M nha cả nhà ơi. 22 cái size M cả nhà ơi, lên đơn dùng em nha. 22 cái size M, 99.000. Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác cả nhà. Đây, trời ơi, sườn xám. Em đang cho mình mẹ sườn xám. Sườn xám này cả nhà ơi, mẫu em đang mặc cho người mã số, ok chị Diễm Thùy nha, size M99k cho chị yêu mình nha. Chứ hàng fan ơi, có gì bên em liên hệ với mình nha chị yêu ơi. Có thể là mình thấy mình đầu tiên á, nhưng mà có nhiều chị khách mà đặt đơn á, mình không có thấy comment cũng có nha. Chị Tuyết Mai này 50kg có đơn luôn, 99.000 dùm em. Em đang mặc trên người 1684. Em đang mặc là 1684 mấy chị yêu nha. Cái đầm này em mặc hơi rộng eo chút xíu nha. Cái đầm này dáng nó suông suông. Chị khách nào mà mình thích mặc ôm eo á, thì mình về nhà mình bóp eo cho em nha. Cái sườn xám này dáng suông suông, nó không có ôm eo quá. Đó, rồi rất là dễ mặc luôn. Tông màu đỏ đô sang không. Còn có phối cho cả nhà mình cúc đuôi cong như vậy. Trời ơi, mình đoán thử coi cái đầm này nhiêu cả nhà ơi. Mình đoán thử coi cái đầm này giá bao nhiêu cả nhà. Rất đẹp đúng không, rất xinh đúng không. 239.000, 239.000 đồng, 40kg cho tới 65kg. Ok chứ Hiền Trần, 40kg cho tới 65kg, eo dưới 84. Chiều có like không em? Dạ có, chiều 6:50 vô em like tiếp nha. Em đang mặc trên người 1684, em sẽ rẻ cho mình luôn là 239.000 cho cái em sườn xám này. Em mặc đầm sao, giao về nhà y chang như vậy luôn. Nhận được quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Cái em đang cầm là cái size XL nha cả nhà nha. Đây, XL thấy không? Đó. Em mặc sao giao vậy, có phối cúc đuôi cong cho cả nhà mình đây. Đó, đẹp không? Nền vải là màu đỏ đô, hoa lá nè. Trời ơi, hoa lá này cả nhà ơi. Đó, cái đầm này nè, mặc dịp lễ dịp Tết hay mặc đi chụp ảnh thì tao nói xinh lung linh luôn. Và cái cúc đuôi cong này thì mình sẽ không có cài được mấy chị yêu nha. Khóa kéo ẩn giọt lệ là nằm đằng sau lưng cho mấy chị yêu mình này, khóa kéo ẩn luôn nha. Trời ơi, nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp không cả nhà ơi. Chất lộ mango, vải mềm, sờ lên mịn và chất siêu siêu mát luôn. Ngày hôm nay cả nhà săn sale với em chỉ có 239.000, 239 mã số 1684, lên đơn giùm em mã 1684 và số điện thoại cho em là được. 1684 với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. 239.000 thôi. Đầm này em đang bán là bao nhiêu? 349.000. Ngày hôm nay em sale cho mình luôn, mỗi chị khách giảm 101. Cả nhà ơi, có chị nào thích maxi không? Có chị nào thích maxi màu xanh không? Hay là có chị nào thích mà đầm tiệc màu đỏ không? Đầm tiệc màu đỏ ngày hôm nay chỉ có 259.000 đồng thôi. Đó, và em có cái đầm maxi này em mới vừa về hôm qua, hôm nay lẻ sai. Rồi, nhanh tay lên đơn nha. À, chị mua nhiều rồi, đồ sắp xinh mua thì không sợ đẹp đó. Em cảm ơn chị Hằng Phan nhiều. Rồi, nhanh tay cả nhà ơi. 1684 chỉ có bao nhiêu? 239.000 đồng. Chiếc kim anh có đơn. Dạ, đầm này em đang còn đầy đủ 4 size luôn. Đầm này em đang còn đầy đủ 4 size M, L, XL là cả 2XL, 40kg cho tới là 65kg. Eo dưới 84 mình mang vừa cho em mặc đẹp thoải mái luôn nha. Đầm này thì em cái dáng của nó là dáng suông như vậy nè cả nhà ơi.
đó, mấy chị đẹp trung niên á thì có chị có eo, có chị thì cái dáng của mình hơi suông suông, thì cái form sườn xám đợt này em về cho mình sẽ may suông như vậy. Chị khách nào mà mình thích mà ôm eo á thì mình về nhà mình bóp eo lại nha, là nhìn có eo o. Còn chị khách nào mà mình không thích bóp eo, mình thích để suông về mặt cho thoải mái, em có nhấn band nha. Đó, thích mặt thoải mái hơn thì mình tháo band thêm ra cũng được. Rồi 1680 giá 249 nha cả nhà ơi. Hôm nay em hơi bị hụt hơi á. Hôm nay hơi bị hụt hơi, cả nhà mình nghe có rõ không? Rồi nghe rõ thì ok giùm em nhé. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mã khác. Trời ơi, đọc đẹp thì quá trời, bao la bát ngát mấy chị yêu ạ. Quan trọng là mình phải đặt đơn tranh thủ thôi. Rồi, à em có cái làm tiệc này nè cả nhà ơi. Chị ơi, chị gì hồi bữa dặn em nè, em quên tên rồi. Chị ơi, em có làm tiệc này, em mới về nè chị. Em lên nốt cái làm tiệc này, em lên làm 99k nha. Cả nhà mình tranh thủ nha. Chuẩn bị săn sale làm 99k với em. Em lên nốt cái đầm tiệc này cho mình. Trời ơi, có màu khác không em? Dạ một màu duy nhất. Nghe rõ mà em cảm ơn chị mình. Tại ở bên ngoài em đang nói chuyện hơi bị hụt hơi ấy mấy chị yêu ạ. Dạo này trở trời á, khó chịu quá à. Rồi đây 1677. Ôi, em không có mang giày cả nhà ơi, nó phủ bàn chân của em luôn nè. Để em mang cái đôi giày cao gót hơi hơi lên cho cả nhà mình xem. Đẹp không? Trời ơi, cả nhà ơi, săn cái đầm này. Em báo giá cả nhà giật mình liền luôn á. 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng thôi. Trời ơi đẹp quá. Cái cổ này cổ nhỏ nè. Cổ này cổ nhỏ nè. Rồi có cái hoa hồng. Hoa hồng này em sẽ may nha. Em sẽ may, mình không thích hoa hồng này mình tháo ra cũng được nha. Đó, nó cùng vải với cái em đầm này. Chắc là vải của em đó là vải dệt kim. Vải này em từng về rồi đúng không? Coi giãn nhiều cho mình luôn, vải êm. Cái mặt bên trong nó mướt nha, không có gây châm chích cái khó chịu cho mình ở vòng bên trong đâu. Đẹp lắm luôn á, ôm eo nè, cái dáng nè cả nhà ơi, đẹp không? Xuất sắc không ạ? À? Bên trong em có mặc bộ đồ ngắn á, nhiều khi nhìn hơi cộm nhẹ mà thông cảm giùm em. Đẹp không mấy chế? Xuất sắc không mấy chế yêu ơi? 1677, 80 kg đổ về, em 100. Giá 299.000 đồng. Trời ơi, Linh hổng xin em không lấy tiền. Ở đây em 55kg nha mấy chị yêu nha. Em 55kg, em cao 1m65. Nhiều chị nào mà mình 50kg nè, hay là 4m nè, là mình gầy hơn em đó đó. Còn ở đây là em 55kg nha mấy chị yêu nha. Trời ơi, em 100. Em 100, cả nhớ lên đơn 299.000 đồng. 299 cho xem đầm đỏ đi shop. Đầm đỏ là chị thích hoa đỏ hay là chị thích nguyên cái đầm màu đỏ? Chị thích hoa đỏ thì thích nguyên cái đầm màu đỏ. Cái hoa đỏ là 229.000. Còn cái nguyên cái đầm màu đỏ đó là chiếc ren, là giá là 259.000 đồng luôn. Đó, hai cái đó thì cái nào cũng dài luôn. Hai cái đó cái nào cũng dài tới cổ chân hết. Rồi em ra ngoài chiếc người mã số 1677 mấy chị em nha. 1677. Cái chân váy xẻ tà này mình nhíp kín lại được luôn. Đi đúng như chị vẫn dễ dàng. Tại sao? Tại vì cái đầm này co giãn nhiều. Chất vải này thì hoàn toàn mặc lên không có sợ bị nhăn, ôm form đỉnh chưa? Những cái họa tiết của em đó khi mà cả nhà mặc lên á, nhìn dáng người của mình sẽ gầy hơn và sẽ thanh mảnh hơn rất là nhiều luôn. Đẹp hơn mấy chị yêu ơi. Em đang mặc trên người mã số 1677, dạ 299.000 đồng thôi. Chị ơi, chị thích cái đầm đỏ này mình luận cho em nha, chị em qua cho mình ha. Mẫu đầm này trên like là 299, có thể là mình coi like hôm qua hay là mình coi những cái bài live cũ của bên em đó, thì cái mẫu đầm này giá của em nói là 500 hay là 550, nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay cả dồn săn sale cái mẫu váy này với em chỉ có 299.000 đồng thôi. Về nhà em bao chất, bao kiểu dáng, bao đường may phong dáng cho cả nhà luôn. Trời ơi, nó đẹp lắm. Chị nào chưa có đầm bên nhà em á thì cứ mà mua thử một cái đầm rẻ thôi, về nhà mình mặc thử. Còn chị khách nào mà mình đã có rồi thì mình đã quá biết rồi, quá quen thuộc rồi cả nhà, đẹp không? Cái họa tiết của em nó nè, đó, nó quéo quéo như thế này, gây ảo giác khi mà mình mặc lên thì nhìn dáng của mình sẽ gầy hơn. Và với cái đầm này mình có thể mặc đi đâu? Đi chơi, đi tiệc, đi đám cưới, đám hỏi cho em. Thích mặc dài để dài, không thích mặc kén dài lên like được. Cái đầm này lên like cỡ tầm ngang gối cũng được nha. Cái đầm này mình lên like được cho em luôn. Còn chị khách nào thích mặc dáng dài nè, mình đi làm MC nè, hay là mình đi dự sự kiện nè, đó, hay là mình mặc đi đám cưới đám hỏi nè, thì mình chốt cái này cho em nha, không có sợ đụng hàng với bất kỳ shop nào nha. Chị khách là mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha.
Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1677, giá của em nó là 299.000 đồng, 299.000 đồng. Cả giờ chấm bài tương tác giùm em, chụp em qua đầm 99 xu mấy chú yêu ơi. Chấm bài tương tác giùm em nha. 1677, 1677, giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 299.000 đồng. 1677 giá 299.000 đồng một váy. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Ưng nằm nào chút sớm nha, em tư vấn qua chợ hàng. Chấm bài tương tác cho em đi mấy chị yêu ơi. Rồi em sẽ lên luôn cho cả nhà cùng xem thêm cái mẫu váy này. Ui xinh xinh nha, đầm này thì chị khách nào đặt đơn cũng có hết. Riêng mẫu này thì chị khách nào đặt đơn cũng có hết luôn. Tiếp tục mẫu em đang mặc, mã số của em nói là 1664. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1664 nha. Rồi mẫu em đang mặc 1664 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn cho cả nhà mình, tay ngắn nha, dáng đầm phong xuông. Váy này em may kỹ cho cả nhà mình hai lớp luôn, chân váy phối gian lưới nè, kim tuyến nha cả nhà mình. Khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã số của em nó là 1664. Rồi 99 xu cái em đầm này. Để em coi coi cái đầm này có bị lẻ sai cái nào hay không nha. 1664 cái tông màu nâu. Màu nâu thì dễ mặc lắm người nha. Ok, cậu đủ size đó cả nhà, cậu đủ size hết. Em đang mặc mã số của em nó là 1664, từ 40kg cho tới là 70kg. Eo dưới 88 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền. Chỉ cần không anh nghe cho em phía dưới mã số 1664 và số điện thoại cho em là được ha. Sale rẻ hôm nay chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi cả nhà. Trời đẹp lắm luôn á. Này vẽ màu nâu nè, phối hoa nè, tay búp đắp chéo cho mình luôn, dán suông ha. Có chân váy không? Dạ, chân váy em bán hết rồi chị ơi. Chân váy em bán hết rồi, em bán hết rồi tuần rồi luôn á chị yêu ạ. Dạ, em không còn có chân váy nào hết trơn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1664 mấy chị yêu nha, 1664. Chị mình đợi em đi, đợt sau mà nếu như có chân váy em báo được không? Đợt sau em có chân váy em báo, còn dạo này á chân váy em bán hết rồi. Rồi mẫu em đang mặc mã 1664 mấy chị yêu nha. 1664 em sale rẻ cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Đặt đơn không anh nghe cho em phía dưới mã số 1664 với số điện thoại cho em là được, giá 99.000 đồng cả nhà. Nhanh tay dùng em tư vấn và chờ hàng nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây lên cho cả nhà một cái em đầm kiểu đi nha. Cả nhà mình thích đầm kiểu không hay là cả nhà mình thích đầm maxi? Em cũng có maxi luôn, maxi hoa cũng có, maxi trơn cũng có. Dạ em lên trước cho mình cái mẫu đầm maxi sơ mi nha, tay lỡ luôn. Trời ơi chị nào mà mình thích sơ mi tay lỡ mà còn dáng xòe dài nữa thì mình có thể tham khảo cái mẫu đầm này của em nha. Và vải von hàng nha chị Diễm Thùy nha, vải von hàng. Một mẫu đầm em đứng từ 3 phút cho tới 5 phút nha. Cả nhà mình có thắc mắc gì thì mình hỏi luôn cho em nha. Để em qua mẫu nhanh nhanh cho cả nhà mình dễ chọn. Em lên maxi này xong em lên cái maxi bông này nha. Cái maxi bông này bị lẻ sai rồi đó mấy chị yêu ạ. Tranh thủ giùm em đi. 1686. Cái maxi bông này cả nhà không đặt hàng là rất là ổn luôn á. Em đã về cho mình số lượng rất ít rồi mà bây giờ nó còn bị lẻ sai. Rồi. Để xong bọn này em lên cho. Đây em đang mặc trên người. Dạ 1664 chiếc von hàng nha chị yêu nha. Em đang mặc trên người mã số là 1632. Để em lên cái này xong em lên cái kia cho đẹp lắm. 1632 em còn cho cả nhà mình 2 size M và L. 1632 rẻ lắm, 29.000 thôi. Cái chất lời bài của em đó là dòng vải von hạt nha. Dạ không nha chị Lê thì Mỹ Huệ ở nó không có coi dạng nha chứ yêu nha. Rồi, ủa chị Mỹ Huệ ơi, em lên, ủa em về cái này rồi nè. Em về cái này rồi nè. Cái này coi dạng nè chị. Cái này coi dạng em 100, 80kg em 100. Em đang sale rồi còn 299 á. Tại vì đầm này em về số lượng ít quá đó. Em chốt cho mình luôn là 299 luôn. 1677. Em chốt luôn 299 luôn cho mình. Rồi các em đang mặc trên người mã số của em nói là eo bao nhiêu. Eo này hả chị? Cái eo này là eo 80, cái này là 60, cái eo 80, 219.000. Còn cái đầm tiệc này á là eo 100. Cái đầm tiệc này eo 100 nha chị yêu nha. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nói là 1632. 1632 đầm này em sẽ sale cho mình là còn 29.000 nha.
còn 29.000 đồng nha mấy chị yêu nha. Đặt đơn comment ngay cho em. Đồng này là 60kg, eo 80 thì mình sẽ men vừa, tông màu đen, chứ là vải von hạt nha cả nhà ơi. Dạ áo em mặc có một màu. Áo em mặc có một màu duy nhất chứ yêu nha. Dáng dài như vậy nè, em cao 1m65, dài tới cổ chân luôn. Đẹp lắm. Mà cái mẫu đồng này nên nhà mình gửi đi mấy ký á cả nhà ơi, xin dễ mang luôn. Hai lớp hai túi, khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng. Mã số của em nó là 1632. Chỉ cách là mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên phía dưới mã số 1632 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho cả nhà mình luôn ạ. Đẹp lắm cả nhà ơi. Ê, mềm chất phải nói là siêu siêu mát luôn á cả nhà. Nhìn dùm em cái họa tiết của em nó nè. Đó. Có những cái hạt bông nổi đều ở trên mặt vải như thế này nha. Tay em sẽ may một lớp thân váy kỳ lưỡng hai lớp, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em nó là 1632 và giá của em nó sẽ là 219.000 đồng. 219.000 đồng cả nhà ha. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho mình cái mẫu đồng maxi. Cái maxi đẹp lắm cả nhà ơi, cái màu của nó hơi bị xinh luôn á. Maxi này màu hơi bị xinh luôn á cả nhà ơi. Nhanh tay nhá. Chấm bài tương tác dùm em cả nhà ơi, thích mẫu váy như thế nào, mà thích sơ mi hay là đầm trơn, đầm đi biển thì mình báo em nha. Rồi hồi bữa chị nào mà nói em là em ơi về mẫu này đi, để chị đặt chị đi biển đi du lịch đâu rồi, chị đó đâu rồi, trời ơi. Chị nào nhận được cái mẫu váy này là ghiền lắm, ghiền lắm. Chắc em cũng vậy, chắc em quay hốt cái này thôi cả nhà ơi. Cái mẫu đầm này là trẻ mà cũng được nha, trung tuổi mặc rất đẹp luôn, còn trẻ trẻ mình bon chen cũng được. Chắc em phải bon chen một chiếc thôi cả nhà, tại vì em thích cái màu này lắm. Cái màu này cả nhà mình nhìn ở trên like là đã đẹp đúng không? Bên ngoài nó sang, nó đẹp lắm. Em đứng gần cho mình coi cái vải. Đẹp dã man nè. Cái chất vải này cả nhà thấy ống ánh không? Nó dệt chỉ kim tuyến. Cái này là em dệt chỉ kim tuyến chạy theo chiều dọc trên nền vải. Cái nền rất là đẹp nha, nền đen. Rồi lá là màu xanh rêu nè. Rồi hoa nè, cả nhà thấy hoa không? Hoa màu đỏ đỏ, hồng hồng, phớt phớt vậy nè. Rồi tím tím nè, nó phối màu rất đẹp, còn có chạy chỉ kim tuyến. Mà cái đầm này là mình sờ lên là không gây ngứa ngáy chăm chích hay khó chịu vậy luôn. Phối cúc hình hoa phía trước. Cả nhà có thấy tươi không? Đẹp không ạ? Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1686. 1686 mấy chị yêu ơi, rẻ bèo luôn, chỉ có 349.000 đồng. Trời ơi, chân váy phối thêm tận đuôi cá đây, hai lớp hai túi, cái vải của nó rất đẹp luôn nha. Ở trên livestream này em cho mình coi, vậy là nó chỉ đẹp sơ sơ hơi hơi thôi, nó rất là đẹp. Đầm này thì chắc chắn là cả nhà mình nên hốt một chiếc. Mã số của em nó là, chờ em xíu ở nhà nha, em lỡ quên, 1686, giá 349.000 đồng. Đầm này mới về hôm qua nhưng mà hôm nay bị lẻ sai, mấy này cả nhà thấy đó, em đâu có mặc. 1686 nha, 349.000 đồng. 1686 giá 349.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn có việc thì mình ngay cho em mã 1686 với số điện thoại. Đồng này mặc lên sang đẹp lắm cả nhà nha. Cái tông màu của em nó nè, nhìn nổi bà con, cực kỳ trắng da luôn. Màu này chị khách nào da ngâm ngâm mặc lên rất là trắng, rất là sang cả nhà. Lên hình sóng ảo cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Nhìn nó hay lắm cả nhà. Đây cái màu nè. Ôi đã chưa. Và chỉ kim tuyến chạy theo chiều dọc ở trên nền vải như thế này nha. Đó, giặt ủi là không bay không phai, không bong tróc và không rơi rớt gì hết. Chất von tâm vải này thì hơi khó nhăn nha. Đẹp lắm luôn á. Cái vải ghiền dữ vậy trời. Em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1686 nha mấy chị yêu ơi. 1686 sale rẻ hôm nay luôn. Giá chỉ có là 349.000 đồng. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1686 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng từ xa cho cả nhà mình luôn. Giá ngày hôm nay chỉ có 349.000 đồng một váy thôi nha. Von tâm cho cả nhà mình, hai lớp hai túi, khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng. Mã số của em nó là 1686, giá 349.000 đồng. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Đây, lên luôn cho mình một cái em đầm sơ mi sale rẻ luôn, 179.000 đồng nha. Cũng sắc màu cho mình luôn, cả nhà thích sắc màu, em có sắc màu thích trơn, đơn giản em có nha. Mẫu đầm này thì chỉ còn mỗi size L, 50-57kg và eo 70 cho tới eo 77 thì mình sẽ mang vừa cái mẫu váy này của em. Rồi đây, mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1627. Nền đen cả nhà ơi. Nền đen có phối cho mình họa tiết hạt dẻ nè, đẹp không? Tay lỡ luộc đường may thì khỏi lo, đường may mỗi chỉ quá xuất sắc. Chất von hàng cho cả nhà mình. Nếu như mà nói về đầm hoa, đầm họa tiết, đầm bi thì em có nhiều, chứ mà đầm hạt dẻ thì chỉ có mỗi mình cái mẫu này thôi.
Rồi em đang mặc trên người mã số 1627 cả nhà nha. 1627 đầm đỏ trơn. Rồi đầm đỏ trơn em lên cho mình coi luôn nha. Đầm đỏ trơn này ngày hôm nay shop cũng đang sale rất là rẻ cho mình luôn. Mẫu em đang mặc mã số các em nói là 1627, sale rẻ hôm nay chỉ có 179.000 đồng. Đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới mã số 1627 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ sai cho mấy chị em mình luôn ạ. À, nền đen nè, đó họa tiết cho mình dán đồng phô xè xè. Em cao 1m65, đầm để mặc dài tới nửa bắp chân em như vậy. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em nè. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản lên lại cắt ngắn được luôn, xin nha. Rồi 179 mã váy này tem mát đầy đủ cả nhà ha. 1627 đó, giá của em bán là 320, hôm nay sale là còn 179, tại em còn mỗi size L cả nhà ơi. Đầm này nếu có còn nhiều size là cũng không có giá này luôn nha. Von hàng thì nó quá đẹp, cái chất von hàng rất là đẹp luôn á. Cái chất von hàng rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền cho em nha, mã số với số điện thoại cho em là được nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1627, giá 179.000 đồng von hàng. Hai lớp hai túi, khóa kéo dọc lại nằm bằng sơ lưng dán màu phong xòe này cả nhà. Đó, sơ mi màu này xinh không? Riêng về vải von hàng thì cả trường có thể mặc đi đâu cũng đẹp hết. À, mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm đều được, đi làm nửa buổi hoặc cả ngày trời vẫn cảm thấy rất là dễ chịu, mát mẻ thoải mái nha. Một màu duy nhất, mã số các em nói là 1627, giá 179. Rồi em sẽ lên cho mình một cái em đầm tiệc. Đầm tiệc đợt trước thì em cũng có về màu đỏ cho mình rồi. Đợt trước em cũng đã có về màu đỏ rồi, nhưng mà màu đỏ có phải kim tuyến đúng không? Đợt mà em về cho cả nhà mình màu đỏ trơn. Đợt này về cho cả nhà mình tông màu đỏ trơn ha. Cũng rất là dễ mặc luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số các em đó là 1689. Đầm em đang mặc trên người mã số các em đó là 1689 cả nhà nha. Chị nào chưa có nhanh tay dùng em. Đầm này thiết kế sờ cổ lục giác cho mấy chị yêu mình. Đó, cả nhà chờ em xíu nha, bên trong có mặc một bộ đồ. Rồi đây, bên trong có mặc một bộ đồ ngắn. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số các em nói là 1689. Cổ lục giác cho cả nhà mình, tay lỡ dán xòe cho mình luôn. Đầm này là eo to nha cả nhà ơi. Cái đầm này eo to nha, 1689. Eo 94 đổ về, 75, 80kg eo 94. 75, 80kg eo 94 nha cả nhà, mã là 1689 nha. Rồi giá của em nó rất rẻ luôn, 259. Tại cái đầm này em về ít đó cả nhà, ít lắm. Để em coi nó có bị lẻ sai chưa. 1689. Đầm này em có cho mình số lượng rất là ít luôn cả nhà, cho mình phải cố gắng lên đơn sớm nha. 40kg cho tới là E80 không vừa rồi chị Thí Lê. 1627 là eo của em đó, eo 70 cho tới eo 77. 1627 eo ta eo 70 cho tới eo 77. Còn em đang mặc trên người, à nếu như mà chị yêu mình eo 80 thì em có mẫu khác. Để em lên đem em lên tiếp cho mình mẫu khác cũng sơ mi. Nhưng mà cái eo 80 ha. Rồi em đang mặc trên người mã số 1689 này cả nhà, chất ren. Đợt này về ren màu đỏ, không có kim tuyến. Và họa tiết thì cũng khác được trước luôn. Đây nhìn cho em nè, họa tiết có chạy viền nổi nha, mà sờ lên rất là êm, có co giãn luôn. Trời ơi đẹp quá. Tay này em sẽ may cho mình một lớp, thân váy em may kỳ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp luôn. Thiết kế thêm hai túi hai bên nha. Dán dài, dài tới cổ chân em như vậy. Thích mặc dài để dài, không thích mặc dán dài đúng không, lên lại cắt ngắn được. Tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong luôn. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nó là 1689. Ngay bây giờ shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ có 259.000 đồng một váy, 259.000 đồng màu đỏ cả nhà ha. Vải đẹp mềm, có độ co giãn, hai lớp hai túi, khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền, chỉ cần comment ngay cho em phía dưới mã số 1689 với số điện thoại dán dài luôn cả nhà ha. Khi cả nhà mình đi chơi, đi tiệc, đi đám cưới, đám hỏi đi, đó thuê một cái váy thôi cũng mất là 1-200, 2-300 đúng không cả nhà. Còn đây thuộc về sở hữu của mình luôn, 259.000 đồng về nhà nhận được. Chị nào nhận được cái váy này thật sự mà nói luôn, ấm êm luôn cả nhà, nó rất là đẹp. Mã số của em nó là 1689 nha. 1689 giá ngày hôm nay chỉ có
259.000 đồng. Đây có size 75kg, nhất là những chị khách nào mà mình mặc size lớn. Chị khách nào mà mình mặc size lớn thì mình càng nên đặt cái mẫu này nha. Tại vì size lớn là em sẽ thường hết nhanh, nhất là size XL và size 2XL. 75-80kg, eo 95 đổ về mình sẽ mặc đẹp. Rồi eo 80 sơ mi đúng không chị? Eo 80 sơ mi có mẫu này sale hơi bị bất ngờ luôn nè, mà đẹp lắm. Toàn là mấy mẫu em bị lẻ lẻ size thôi à. Toàn là mấy mẫu em bị lẻ lẻ size. Rồi ok, tiếp tục lên luôn cho mình cái mã váy này nha. Mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1464. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1464 ạ. Đầm này thiết kế sợ cổ sơ mi, cổ sơ mi tay là ôm eo, dáng đầm phong xoay dài, em cao 1m65. Đầm này mặc dài tới bắp chân của em nha. Khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi đây, mẫu em đang mặc mã số 1464 cả nhà ơi, quá đẹp. 1689. Cái đầm này nó sẽ có những cái họa tiết dây xích chạy theo chiều dọc trên nền vải nha cả nhà ha. Rồi em đang mặc mã 1464. Để em coi có còn được size nào nữa không nha. Cái này thì size XL là eo của em đó là eo 75 cho tới eo 82. Eo của em đó eo 75 cho tới eo 82 nha. Chất chiếc phong đẹp luôn. Vậy này vậy chiếc phong cả nhà ơi. Rồi em đang mặc cho người mã số 1464. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1464 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Nhanh tay thì còn cả nhà nha, chậm tay hết mất rất là uổng luôn. 1464 giá 129.000 đồng. 129.000 đồng cả nhà nha. Mình thích cái mã váy này của em, cứ việc bình luận cho em phía dưới nha. Mã số 1464 với số điện thoại giá 129.000 đồng. Giá 129.000 đồng trước chiếc phong. Nền vải là màu đen, có phối cho mình những cái họa tiết dây xích chạy theo chiều dọc trên nền vải. Hai lớp hai túi, khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng. Thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chốt liền luôn. Chỉ khách nào mình đặt hàng nhanh tay, em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chiếc đẹp mình luôn. Nhưng mà chỉ khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá thì sao ạ? Hết hàng đó nha. Tông màu đen trắng là tông màu cơ bản dễ mặc nhất luôn. Da trắng mình mặc cũng đẹp, mà da ngâm mình diện lên cũng ok cho em luôn nha. Đẹp nha cả nhà, chúc chiếc phong cho cả nhà mình. Hai lớp hai túi, có khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng. Mã số của em nói là 1464. Mình đặt đơn mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ nè, bình luận phía dưới cho em mã số 1464 và số điện thoại cho em là được ha. Giá là 129.000 đồng. Đó, váy mới 100% tem mát còn đầy đủ hết trơn cả nha. Thích thì mình cứ chốt cho em nhé. Rồi bây giờ nè, em sẽ thay thêm cho mình bạn khác còn sẽ tên L đó cả nhà. Em 82 đổ về là mang đẹp. Tiếp tục chuyển thêm cho mấy chị em mình cùng xem thêm mã váy khác. Đây em có em váy hoa sale rẻ cho cả nhà mình luôn, 99.000 đồng thôi. Ủa mấy chị em mình có bị ẩn bình luận không ạ? Cả nhà ơi, cho em xin một nút chấm tương tác bài like cả nhà ơi. Cả nhà mình chấm bài like giùm em với ạ. Sao vậy ta? Rồi tiếp tục cả nhà ơi, em đang mặc cho người mã số 1536. Em sale cho mình luôn, giá là 99.000. Giá là 99.000 đồng. Đầm này thiết kế sẽ là cổ chữ U, tay lở, dáng đầm phong xòe nha. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1536. Giá 99.000 đồng. 1536 giá 99.000 đồng. Cả nhà đặt đơn có việc bình luận ngay cho em mã 1536 với số điện thoại. Nền vải màu đen nha, có phối hoa cho cả nhà mình. Hoa là màu đỏ đỏ, cam cam, vàng vàng, rất là xinh, xè xè luôn, che bụng tốt luôn, chất quan hàng. Hai lớp khóa cái phía sau. Rồi mã số các em nói là 1536. 1536 giá 99. 1536 giá 99.000 đồng. Đó, mình đặt đơn mã váy này của em thì comment ngay cho em phía dưới mã số 1536 với số điện thoại cho em là được. Bên đây có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Gon hàng, hai lớp khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng, mã 1536 giá 99.000 đồng.
1536 giá 99.000 đồng cả nhà, đẹp quá trời quá đất luôn đúng không? Nhanh tay lên đơn giùm em nha. Gon hàng cao 1m65, đầm đây mặt dài tới bắp chân của em như vậy. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dáng dài dài như vậy mình mặc cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản mình lên lay cắt ngắn được luôn, tùy theo ý thích của mình ha. Rồi, nhưng mà cái đầm này cả nhà ơi, cái size của em nó hơi bị bé, là cái đầm này là em chỉ còn size M. Em của em là L60 cho tới L68. L60 cho tới là L68 là mình sẽ mang vừa mã váy này nha. Rồi, có chị khách nào thích hoa nhí được không? Hoa thì hiện tại em đang có nhiều hoa nha. Hoa màu đỏ đỏ nè, hoa đỏ đỏ nè, hoa cam cam nè, hoa trắng nè, hai cái hoa trắng luôn, hoa hồng nè, đó, rồi hoa lily nè. Đó, em có đang có nhiều hoa cho mình nha. Mình thích hoa như thế nào cứ bình luận cho em. Chấm bi cũng có, đầm trơn cũng có, đầm trơn là nhiều nhất. Rồi, mẫu em đang mặc mã số 1536 cả nhà ha. Sale luôn 99.000 đồng, quá xuất sắc luôn. Trời nó đẹp giả man luôn cả nhà. Cái màu này rất là đẹp. Mà uổng là em hết vải rồi, em mà còn vải là em sẽ may về cho mình thêm là size lớn nữa, nhưng mà em hết vải rồi cả nhà ơi. Quá uổng luôn á. Rồi đây thay thêm cho mình một cái em đầm khác, vừa có chấm bi vừa có hoa cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1673. Em đang mặc mã số của em nó là 1673 cả nhà. Đầm này cái sẽ là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo cho cả nhà mình ha. Ôi nhìn cái phần cổ này mặc lên sang không? Ôm eo nè, cái dáng đầm này cả nhà ơi. Dáng đầm này cũng không biết xè hay là dáng đầm ôm ấy cả nhà. Thôi nó xè nhẹ nhẹ ha. Chân váy phối bèo chạy dài từ phần hông đi xuống dưới phần đuôi cá. Và ở bên này cũng vậy cả nhà. Bên này nè, bèo từ bên này chạy qua bên đây. Đó, từ bên hông bên đây chạy qua lại. Nó sẽ đắp lại như là một cái búp hoa vậy cả nhà. Rất là xinh. Rồi, mẫu em đang mặc mã 1673. 1673 ngày hôm nay sắp trước cho cả nhà mình luôn là 299.000. Ha, 299.000 đồng, đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên phía dưới mã số 1673 giá 299.000 đồng. Cổ chéo cho cả nhà mình, nền vải màu đen, vừa có chấm bi li ti lắm tắm chạy đều trên nền vải, mà cũng vừa có hoa nhí cho mình nữa, dễ thương nghe không? Rồi, thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em nha. Rồi, nhanh tay đặt đơn chút liền cho em luôn, mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1673. 1673 giá 299. 1673 giá 299. Cả nhà đặt đơn có việc thông anh ngay cho em mã 1673 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Đó, cái bèo này cả nhà thấy không? Đi tới đâu nó bay bay tới đó. Và nhìn cái dáng người của mình sẽ mềm mại hơn rất là nhiều. Mẫu váy này thì hiện tại shop đang có cho cả nhà đầy đủ 4 size hết. Em đang có cho cả nhà size M, L, XL với lại 2XL luôn. 1673. 1673 giá 299.000 đồng mấy chị yêu nha. 1673 giá 299. Cả nhà mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1673 và số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cả nhà ha. Sale rẻ hôm nay cho mấy chị yêu mình luôn, chỉ có 299.000 đồng một váy. Rồi, các chị đẹp mình còn muốn em lên mẫu nào nữa, tranh thủ comment phía dưới cả nhà ơi. 1673 giá 299.000 đồng một váy thôi. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chị em mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Chị em tí nha. Lên cho mình một cái em đầm tím liệm tiền sim đi. Mấy nay cái đầm tím này em chưa lên nè. Rồi, ok, tiếp tục lên luôn cho mình cái mẫu váy này. Tông màu tím rất xinh luôn. Mã số của em đó là 1646. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1646 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tàu cho cả nhà mình. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tàu cho cả nhà mình nha. Tay lỡ cả nhà ơi, tay lỡ cho mấy chị yêu mình. Ôm eo nè, đó, dáng sườn xám chỗ cái màu này. Màu này bên ngoài là ta nói đẹp ngất ngay trời mây luôn mấy chị yêu ạ. Rồi, đây em đang mặc trên người mã số 1646. 1646 bây giờ em chỉ còn vài chiếc size 2XL thôi, em sale luôn cho mình đi.
179 ngàn đồng chất nhung lạnh nha cả nhà ơi. Cái chất nhung lạnh này em hay về lắm. Nếu như mà chị nào chưa có nhung lạnh ở trong tủ đồ thì cả nhà cứ mua về tham khảo thử. Ngày hôm nay thì giá của em nó vừa rẻ mà cái chất nó rất là đẹp. Đây, mặt vải của em nó nha, siêu mịn luôn. Thì nhung thì chắc chắn là phải mịn rồi đó. Không những mịn, mềm, chất mát, còn có độ co giãn nhiều cho mình luôn. Mà mặc lên người vẫn đứng form nha. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nó là 1646, giá bao nhiêu? 179 ngàn thôi. Sườn xám nhung màu tím Huế. Dạ, xem là 1536. Rồi ok, sau mẫu đầm này em mặc cho mình nha chị. Chị Tuyết Vân nha. Rồi sau mẫu đầm này em mặc cho mình xem. Em đang mặc trên người mã số 1646. Ngày hôm nay shop chốt cho mình là 179 ngàn. 179 ngàn đồng. Đầm này em còn cho mình size 2XL, 60kg cho tới 72kg, 60kg tới 72kg, eo 82, ố eo 80 cho tới eo 92, eo 80 cho tới eo 92 cho em chất nhung lạnh luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số các em nói là 1646. Chỉ khách nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã 1646 với số điện thoại cho em là được. Giá của em đó ngày hôm nay chỉ có 179 ngàn đồng. Em cao 1m65, đầm này mặc dài tới bắp chân không như vậy. Mình thích mặc lưng lửng cỡ tầm này thì mình có để như vậy. Còn thích mặc ngắn hơn thì mình lên đây cắt ngắn được nha. Cái màu tím Huế này nó đẹp dã man cả nhà ơi. Cả nhà thấy ở trên vai nó là bạc bạc màu là tại vì ánh sáng ở bên trên nó hắt xuống á. Giống như cái phần tay này nó đen đi đúng không? Đây nè, nhìn giùm em, đó ánh sáng á. Nó bắt sáng ở trên live cho mình thấy vậy thôi. Chứ cái tông màu này á, cái chất nhung á cả nhà nó thường bắt sáng tốt á. Thì ở bên ngoài nó sẽ đều hết các màu luôn. Tông màu tím Huế chị nào chưa có mua đi cả nhà, đẹp lắm, đẹp lắm, mặc lên gọn dáng cực kỳ luôn. Xuất sắc, chị nào mặc vừa thì cứ chốt nha. Mà không vừa lại bó tay rồi, tại vì em hết rồi. Tại vì em hết rồi mà không vừa lại bó tay. Còn cái đầm này là bây giờ em chỉ còn cho cả nhà là size 2XL thôi ha. Mã của em nó là 1646. 1646 giá 179 ngàn đồng, đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1646 với số điện thoại 179 ngàn. Ok, à 1536 đúng không chị? Rồi em nhớ rồi, để em mặc lại cho mình coi nha. Cả nhà muốn em mặc lại mẫu nào hay là mặc thêm mẫu nào bình luận phía dưới giùm em ạ. Rồi đây. Mẫu em đang mặc mã số 1536. Em đang mặc mã 1536, giá ngày hôm nay chỉ có 99 ngàn đồng. Đầm này cổ vuông tay lỡ ôm eo, dáng đầm phong xòe dài nha. Hai lớp khóa cái phía sau. Em đang mặc trên người mã số là 1536, chất von hàng cả nhà ơi, đẹp lắm luôn á, mềm, nhẹ tên, chất rất là mát luôn. Em đang mặc mã số của em nói là 1536 cả nhà, rồi sale rẻ hôm nay luôn, giá chỉ có 99 ngàn đồng. Thì cái phần cổ vuông này thì cả nhà cứ yên tâm, dễ mặc cực kỳ. Trời ơi em vậy sao? Cái đầm này chứ mình biết sao không? Cái đầm này em may cho mình cái form nó bị lỗi form là size M mà may lỡ giống như form size S này chứ yêu ạ. Nó nhỏ lắm. Eo 60 cho tới là eo 68 thôi. Đó là lý do tại sao bây giờ em nó còn size M cả nhà ơi. Nhiều chị khách muốn mua nhưng mà mặc không vừa cả nhà. Eo 60 cho tới eo 66, 68 cho em thì mang đồ. Eo 69, 70 cũng không vừa luôn. Ở đây em 68 này mặc vừa khít luôn nè cả nhà ơi. Ồ rất là ổn luôn á. Em đang mặc cho người mã số là 1536 nha. 1536 ngày hôm nay shop chốt cho mấy chiều mà luôn chỉ có 99 ngàn đồng thôi. Chị nào mang vừa có chốt cho em cái mẫu này sang không cả nhà ơi. Rất là sang, rất là đẹp luôn. Cái đầm này không có chỗ nào để chê luôn á. Nó quá xuất sắc luôn á chị ạ. Dạ một màu duy nhất nha, một màu duy nhất luôn, không có màu thứ hai. Tại vì mỗi cái mẫu đầm là em chỉ có một cái như vậy thôi à. Làm hết luôn. Ủa, à là chị mang vừa, chị hỏi có màu khác không hả chị? Dạ một màu luôn chứ em ơi, một màu duy nhất ha. Em đang mặc trên người mã 1536. 1536 nãy giờ cả nhà thấy đó. Em mặc lên cái mẫu đầm nào cũng có màu, một màu một kiểu, một màu một kiểu vậy đó. Không có cái nào giống cái nào hết trơn. Rồi em đang mặc trên người 1536 nha. Eo 60 cho tới eo 66, 68. Giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 99 ngàn đồng. Mã số của em đó là 1536. 1536 giá 99 ngàn. Ok em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm một cái mã váy khác nha. Đây chốt thêm cho mình mã váy khác. Lên cho cả nhà cái em đầm maxi đi cả nhà ơi. Em có đầm maxi này sale rẻ luôn nè. Một áo dùng đơn cho chị. Em cảm ơn chị Diệm Thúy nha. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nó là
5, 7, 8. Em đang ngoài trên người mẹ của em đó là 1578 cả nhà ha. Đầm lý thiết kế sẽ là cổ lục giác, tay lỡ vai phòng ôm eo dáng đầm phong xẹp 3 tầng. Mẫu em đang mặc mã 1578. Rồi ngày hôm nay shop trước cho mấy chị em mà luôn, giá chỉ có 169.000 đồng thôi. 169.000 đồng cả nhà, đặt đơn không bệnh ngay cho em phía dưới mã 1578 với số điện thoại. Nền đen có phối cho mình họa tiết chấm bi phiên tròn nè, chân váy may 3 tầng, dáng đầm phong xòe rộng cho mình luôn, che khéo được cái phần bụng rất là tốt và có khóa kéo nằm mặt sau lưng luôn. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nói là 1578 ha, giá của em đó sẽ là 169.000, 1578 giá 169.000 đồng. Vậy khách nào mình đặt đơn có việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1578 và số điện thoại cho em là được nha. Chắc là vậy của em đó là dòng vải von tâm cao cấp, phần tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp cho cả nhà mình luôn, giá bao nhiêu ạ? 169.000 đồng. Shop chút online không áp dụng bên ngoài, chị nào mình đặt đơn tranh thủ lên đơn liền dùng em luôn. Vải xinh giả men luôn cả nhà, đẹp không? 3 tầng. Cái đầm này 55kg 74 luôn. 55kg 74. Đáng lấy ra một cái đầm size M bình thường á cây ơi thì phải là eo 70 chứ eo 74 là đúng luôn. Nhưng mà cái đầm hồi nãy là em bị may nó bị lỗi form, cho nên là eo của em đó là eo 60 cho eo 66 68 ổn là ổn cái đó đó. Chứ nếu như mà eo của em đó là lên được tới eo 70 hay là eo 72 thôi là hết sạch rồi cả nhà ơi. Mà nó eo có 6 mấy à, quá bất lực. Rồi em đang mặc trên người mã số là 1578 nha. 1578 cái đầm này cả nhà ơi, eo 74 độ về, 55kg eo 74 độ về cho em giá 169.000 đồng. Chị khách nào mà mình chuẩn bị mặc đi biển nè, chuẩn bị đi chơi đi biển, đi dạo phố đó, chốt cái mã này hay là mặc hàng ngày ở nhà cũng được luôn, chợ nó mát lắm luôn cả nhà. Chân váy xòe nè, rộng không, xuất sắc. 55kg eo 74, mã số của em nó là 1578. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1578 và số điện thoại cho em là được. Giá của em nó ngày hôm nay chỉ có 169.000 đồng thôi, 169.000 đồng mấy chị yêu nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em mã số với số điện thoại cho em là được, anh tư vấn qua chợ hàng cho mình. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Cho em một tí. À, cả nhà có thích body không ạ? Em có cái làm body này đang sale rẻ quá trời nè. Mà vải đẹp luôn. Màu em làm vải đẹp sale rất là rẻ, 70kg, 72kg là men cũng ok á cả nhà. Em đang mặc mã số của em nó là 1672. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1672. Đầm này cái sẽ là cổ thuyền nhỏ nha, tay lỡ vai bồng ôm eo, dán vào đầy bút chì. Đó, có khóa kéo nằm mặt sau lưng luôn. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nó là 1672. Rồi đầm này ngày hôm nay shop sale luôn cho mình, giá 229.000. Ồ đẹp không? Đẹp không cả nhà ơi? Em ok chứ chị em mình? Cho em xin thêm số điện thoại nha. Em đang mặc trên người 1672. 229.000. 229 quá rẻ cả nhà. Cái đầm này cái chất là thun nhũ nha, thun Mỹ với nhũ á, đẹp lắm. 1672. Ôi đẹp không cả nhà ơi? Mấy cái chị Kim Tiến này nè, nó lắm tắm hơn mấy cái khác, nó lắm tắm hơn nhiều cả nhà ơi. Coi dạng nè, đó ghê chưa. Có bạn em đi ngang qua, có phối cúc ở trên phần vai cho mình luôn và có khóa kéo nằm sau lưng cho mình luôn. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nó là 1672. Ngày hôm nay shop trước cho mấy chị yêu mình chỉ có 229.000 đồng. Rồi 229.000 đồng, mã là 1672. Mình đặt đơn có việc bình luận ngay cho em mã 1672 và số điện thoại. 1672 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha mấy chị yêu nha. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em luôn, mã số với số điện thoại cho em là được. 1672 giá 229.000 đồng. Đây cái chất là vải này nó dày á cả nhà ơi, nó dày mà nó mát lắm, không có ngứa nha, hoàn toàn không có ngứa ngay khó chịu gì hết á, mềm em dễ chịu. Mà mấy cái kim tuyến này nó lắm tắm lắm tắm mà nó không có to bằng mấy cái khác cả nhà ơi. Cái này là nó phải nó rất là nhuyễn luôn, nhuyễn lắm. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1672 229.000. 1672 229.000 đồng cả nhà ơi, đẹp không, sang không, chỗ cái đầm này sang quá. 229.000 đồng thôi. Lên đầm sẽ thà cho đằng sau đó đây hả chị? Ok chứ em mình luôn. Rồi muốn em mặc mẫu nào cứ bình luận nha. Đây 1672 đẹp không mấy chế?
sang sang xịn mịn đẹp lắm, ôi xuất sắc lắm chị yêu ơi. Phía sau này kính cổ luôn nha, phía sau kính cổ luôn, sang xịn mịn đẹp lắm anh ơi. Tông màu đen thì yên tâm không có kén da kén dáng đâu, màu đen là quá dễ mặc rồi. Rồi em lên cái làm xẻ tà nha, còn chị khách nào đặt đơn 1672 đã tranh thủ giùm em luôn, đẹp lắm anh ơi. Đó em đứng gần cho mình coi coi giãn nè, vải dày một lớp là vừa rồi nha, mềm, vải dày mà nó mềm, vải này cũng không cần ủi luôn, tại vì vải này cũng không nhăn luôn, xuất sắc, vải rất đẹp luôn á. Rồi ok em thay qua mẫu khác nha, chị nào chưa có tranh thủ cà nhơi 229.000 đồng, mã là 1672. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm tiệc chân váy có xẻ tà, đầm tiệc chân váy có xẻ tà cũng đẹp xuất sắc luôn. Mã số của em nó là 1677. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1677 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình ha, tay lỡ vai bồng, có phối cái hoa hồng ở đây. Đó. Có phối cái hoa hồng ở đây cả nhà ơi. Chân váy có xẻ tà, mình thích để tà xẻ hay để không thích thì nhíp kín lại được nha, nhíp kín lại được bình thường, dán dài luôn. Rồi bây giờ em đang mặc trên người mã số của em đó là 1677. 1677 chất liệu vải kim tuyến nhũ, cái vải này em về nhiều rồi, em về màu màu đen, màu xanh, màu bạc, màu vàng, em đã về nhiều rồi đúng không? Đợt này em về lại cho mình tông màu trắng, nhưng mà cái họa tiết khác, form cũng khác cho mình luôn. Đây đẹp như vậy nè. Ờ, quá xuất sắc cả nhà ơi. Em đang mặc mã số của em nó là 1677. 1677 ngày hôm nay sắp trước cho mấy chị em mình chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 299.000. 299.000 đồng mã 1677, lên đơn giùm em 1677 và số điện thoại. Giá của em nó chỉ có là 299.000 đồng thôi, 299.000 đồng, nhanh tay giùm em. 40kg cho tới 80kg, eo dưới 100 thì mình sẽ mặc đẹp, đúng rồi chị, dài. Chị em mình không thích mặc dài thì lên like cho em. Thích mặc dài thì chị mình cứ để dài dài như vậy. Còn nếu như chị mình không thích mặc dài lên like không sao hết trơn á, lên like mặc như cái dáng body hồi nãy mặc vậy chị. Lên like thế này nè, lên like tới gói nè chị ơi, là được nha. Cái đầm này thì mình thích mặc kiểu nào cũng được, thích để cái bông thì để cái bông, không thích để cái bông thì mình tháo ra cho em cũng được luôn. Đây là cái kiểu dạ hội á chị yêu ạ. Đây là cái kiểu đầm tiệc dạ hội á chị yêu ơi. Chị nào mà mình mặc đi tiệc nè, đi chơi đi tiệc, đi đám cưới đám hỏi, hay là mình mặc làm MC nè, mặc dự sự kiện này, dự chương trình này cả nhà ơi, đó thì mình chốt liền cho em cái mã này nha. Có 299.000 đồng thôi, cái hàng thiết kế mà đầm tiệc như thế này cả nhà mua trên thị trường thì phải nói là trên 500-600, ít nhất phải trên 500, không chắc phải trên 600 á cả nhà ơi, tại vì 500 mày mua mấy cái đầm xè xè bình thường thì nhiều đó, đầm mà may kiểu cọ như vậy nè, mà hôm nay cả nhà săn với em giá nhiều, 299.000 đồng, rất rẻ đúng không? Rẻ cũng có lý do cả nhà, tại vì em về ít á, em về ít cực kỳ luôn. Rồi 100 chiếc 4 size 299.000 đồng, nhanh tay dùm em nha. Hôm nay là mình thấy còn hàng đó, ngày mai vô là nhiều cái nó hết hàng cả nha. Tại vì em like không phải là một trang của mình, sáng giờ em like trang khác, trưa em mới like trang của mình, chiều em like trang của mình, khuya em like trang khác, mấy chị yêu nha. Rồi chút hồi xế xế vậy, em cũng like trang khác, em like xong trang này thì em sẽ bay qua trang khác liền á, cho cả nhà mình tranh thủ dùm em. 1677, giá của em đó là 299.000 đồng. Ok, tiếp tục sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Tranh thủ cả nhà ha, thích thì chốt liền cho em. Em về cho mình 4 size đồ 100 chiếc ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác nữa. Đó. Em có cái đầm này nè cả nhà ơi. Form đơn giản dễ mặc, chỗ cái form này đẹp lắm luôn á. Cái form này lên đúng đẹp luôn, đen trơn, đơn giản dễ mặc. Mà cái đầm này chất là vải xốp caro. Đợt trước em đã cũng đã có về cho mình là xốp caro rồi, nhưng mà đợt trước em về cho mình tông màu nâu với lại tông màu đỏ đô đúng không cả nhà ơi. Đợt trước em về cho mình tông màu nâu với màu đỏ đô, còn đợt này á, thì em sẽ về cho cả nhà mình tông màu đen. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1691 nha. 1691 chất liệu vải xốp caro cho cả nhà mình. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông, tay lỡ, ôm eo, dáng xòe đó, chất nè, xốp caro. Cái vải của em nó sẽ nhăn nhăn ở trên bạc vải như vậy, là cái này nó nhăn tự nhiên nha,
sờ lên rất là đã tay luôn, độ co giãn thì nhiều. Chất thun xốp caro có, bạn em đi ngang qua xích eo nhìn em nhỏ gọn, mặc cái này lên pha đẹp hay mới chết. Mặc cái này lên dáng đẹp quá. Ồ, cái này lên dáng rất là đẹp luôn á. Rồi mã số của em đó là 1691, một lớp 2 túi. Chân váy có độ phồng xè tự nhiên này nè, cả nhà thấy nó tự xè xè không? Nhưng mà cái vải của nó rất là mềm nha, không thô cứng và không khó chịu. Mã của em nó là 1691. Ngày hôm nay cả nhà săn xe cái mã váy này. Vải này rất đẹp á mấy chị. Chị nào chưa có cái vải này chốt liền. Rẻ thôi, 259.000. Giá chỉ có là 259.000 đồng thôi. Mình đặt đơn có việc thì mình ngay cho em phía dưới mã số 1691 với số điện thoại cho em là được ha. Tông màu đen thì dễ mặc rồi, da trắng nhà ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều ok cho em luôn nha. Nhanh tay dùng em nha. Mã số với số điện thoại. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1691 giá 259, 1691 giá 259.000 đồng. Mình đặt đơn và luận ngay trên mã số 1691 với số thật giá 259.000 đồng nha. Nãy giờ cả nhà dồn đơn chưa? Dồn đơn mà 595.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha mấy chị yêu nha. Cố gắng mình đặt đơn dồn đơn ngay trong livestream nha mấy chị yêu ơi. Rồi 1691 xe rẻ hôm nay 259.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Ưng nằm nào chốt sớm cho em tư vấn và chị hàng cho mình luôn nha. Rồi đây, thay thêm cho mấy chị mình cùng xem thêm cái em váy này. Đó, trời ơi cái đầm này, đầm này em còn mười mấy chiếc thôi. Mẫu em đang mặc mã số 1651. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1651 nè mấy chị đẹp ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho mình luôn, tay lỡ vai phồng, dáng đầm phong xè luôn. Chứ là vải riêng lưới có phải kim sa ha. Ủa đợt này em về cho mình mấy cái đầm hoa chạy chị Kim Tuyến, chứ em không có về mấy cái đầm kim sa. Cả nhà có đầm kim sa quá đẹp luôn á. Trời nó xuất sắc này cả nhà. Cái đầm kim sa quá xuất sắc luôn. 40kg cho tới là 57kg em 77 đổ về cho xe M. Tại vì đầm này phơm rộng á mấy chế. 1651 ha, 1651 ngày hôm nay sóc chốt cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có 179.000 đồng cho xe M, 179.000 đồng cho xe M. 9 chiếc cuối cùng. Ui trời đất ơi. 1651. 179.000 cả nhà, đẹp lắm luôn á. E77 57 kg, 57 58 kg. E77 đổ về cho em luôn. Dáng lòng xè xè như thế này, mã số của em nói là 1651. Chỉ cách là mình đặt đơn cái việc mà mình nghe cho em phía dưới mã 1651 với số điện thoại cho em là được. Em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chỉ cách là mình đặt đơn nhanh tay lên đơn cả nhà. Còn chỉ cách là mình đặt đơn chậm tay là nó hết hàng rất là uổng luôn cả nhà ha. Nhanh tay lên đơn chút liền dùng em. Hai lớp, hai túi, khóa cái ẩn giật lại nằm bằng sau lưng. Chút liền vải của em đó là vải ren lưới. Ren lưới và có phối cho mình kim sa lấp la lấp lánh như vậy nè. Từng viên kim sa đây là em sẽ may lên trên mặt vải luôn. Em không có dán keo và cũng không có ép nhựa mấy chị yêu nha. Xinh lắm luôn nha. Rồi mã số của em nói là 1651 nha mấy chế. 1651. Đặt đơn và lộn ngay cho em mã 1651 và số điện thoại. Giá của em nó sẽ là 179.000 đồng. 179.000 thôi. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Rồi lên cho mình một cái mẫu đầm suông đi. Ui cái đầm suông này là 80kg men vừa luôn nè mấy chị yêu ơi. Đầm suông này quá đẹp. Mẫu em mặc mã số của em nó sẽ là 1662. Em đang mặc mã số của em đó là 1662 cả nhà ha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn, tay loe, dáng đầm suông chữ A, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1662. Chị nào mình chưa có tranh thủ dùm em nha. Tay loe dáng suông chữ A, hai lớp hai túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1662 giá 219. 1662. 1662 giá của em đó ngày hôm nay chỉ có là 219.000 đồng cả nhà. Cái đầm này thì em còn cho mình là size XL và là size XL thôi. 55kg cho tới 55kg cho tới là 80kg.
L75 cho tới L100. L75 cho tới L100, chị khách nào mà mình mặc size lớn, big size á thì mình có thể tham khảo cái mẫu đầm này ha. Ngoài bán cái đầm ra, em còn tặng luôn cho mình kiếm cái áo chất liệu vải dệt kim bánh nhũ như cái đầm màu trắng hồi nãy á, y như cái đầm màu trắng sẽ tà hồi nãy á mấy chị ơi. Nhưng mà cái đầm này á là em dệt nhũ màu vàng đồng đó, màu này nền đen dệt màu vàng đồng cho mình luôn, cổ tròn. Vì là cắt bằng máy cho là cái họa tiết nằm trên mặt vải nó sẽ nằm nhiều chỗ khác nhau. Giống như cái phần xương cá này đi, em đang mặc nó nằm ba bên này, khi mà em gửi về nhà có thể nằm ba bên này hay nằm chính giữa, thì cái này mình thông cảm giùm em chi tiết nhỏ nhỏ này nha. Cao mấy 65 đầm để mặc dài tới bắp chân em như vậy, thích mặc dài thì để dài, không thích mặc dáng dài lên like cho em. Rồi, hai lớp hai túi như vậy luôn. Mã số các em nó ngày hôm nay sẽ là 1662. Rồi 1662 219.000. 1662 219.000 đồng mấy chị ạ. Đặt đơn bình luận ngay cho em mã nha. Em còn cho mình 4 chiếc size XL và 10 chiếc size 2XL cuối cùng là em hết luôn. Mã 1662. Giá 219.000. Rồi 1662 giá 219.000 đồng mấy chị yêu nha. Mẫu đầm này cũng đã kết lại bài livestream trưa ngày hôm nay các em rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại bài livestream này, hoặc là mình có thể đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em vào lúc buổi chiều ngày hôm nay, 6:50 chiều tới ngày hôm nay nha. Chị nào mà mình muốn đi đơn thì đi đơn liền luôn, còn chị nào mà mình muốn dồn đơn chiều nay để đủ đơn 595.000 đồng được miễn ship thì chiều tối nay vô livestream với em nữa cả nhà nha. 6:50 chiều tới hàng ngày. Rồi bây giờ thì em xin kết thúc bài livestream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình đã. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa thật là vui vẻ.